review cái chả ốc của mấy cái chả lụa này của chả đòn bán nè các bạn, chả đòn ở bên Texas á. Thì bữa nay mình ăn bún riêu xong mình review cái cái chả lụa cho các bạn coi nha. Đây là cái thùng chả lụa mà bạn mình nó order ở bên Texas á, mà của là chả đòn đó, hay quảng cáo trên YouTube đó các bạn. Thì bữa nay mình ăn bún riêu rồi mình review cho các bạn coi mấy cái chả này coi ăn được không nha. Rồi, mời các bạn dùng bún riêu nè. Mình không có quay, mình nấu mình không có quay. Tại vì nấu bún riêu giả chiến, có nhà có gì thì nấu đó. Rau cải ở ngoài sau, bẻ ngoài sau giường vô nấu ăn luôn. Rồi nhà còn có chả lụa sẵn nè, chả lụa đủ thứ chả. Rồi mời các bạn dùng nha. Đây là riêu nè. Bạn mình nó order từ bên chắc xịt cho đó. Để mình coi cái này là gì nè nha. Thì order người ta gửi đông đá nha các bạn. Để mình lấy cho coi tấm giấy. Đây là tấm giấy của chả đòn, chả đòn chả ốc nha các bạn. Đây là đòn chả ốc thì ta có đủ loại chả cho mình order đó. Mình muốn ăn cái gì thì mình order cái đó. Để chút nữa mình quay gần cho các bạn coi. Nếu mà các bạn, này không phải là quảng cáo nha, cái này tại mình mua ăn, bạn mình cho rồi mình ăn thử coi ngon hay là không ngon nha. Để lát mình ăn xong rồi mình nói cho các bạn nghe coi rồi có nên order hay không, nhưng mà thấy ăn cũng được lắm. Đây là cái chả chả gì để mở ra coi. Ồ, đây là cái chả chả ốc nha các bạn. Đây là chả ốc nè. Chả ốc này có sả, có lá chanh đủ thứ trong đây nha. Mình ăn thử nha. Có sả nè. Lá chanh nè. Cái này cũng bự lắm nha. Rồi các bạn ơi, mình ăn xong cái tô bún riêu giả chiến của mình rồi thì mình ăn một cái cây chả ốc á. Chả ốc á, ăn cũng ngon, vừa ăn nè, có sả nè, có gừng. Rồi người ta bỏ lá chanh vô nữa nha các bạn. Ăn rất là ngon, không có bị hôi mùi con ốc. Bây giờ mình ăn xong rồi mình review cái chả mà mình bạn mình cho nha. Lúc đó thì cái lúc cái này là mình hấp rồi nè, cái này mình đã hấp rồi. Cái này là chả bì đó các bạn ơi, mình mới coi lại á. Đây là chả bì đó, nó nguyên cây. Để mình lột ra cho coi. Mình mở hết ra luôn coi. Tại vì còn có chả lụa, chả bì, chả quế. Này chắc chả quế quá. Này cái camera để nó hơi xa cho nên mình dở lên cho các bạn coi. Đã bì ha. Cái này chả chiên. Chả chiên nè, rồi chả lụa nè, chả quế nè, chả bì nha các bạn.
Đó thì cái này hình như là cây chắc cũng 3 đồng mấy đó các bạn ơi. Đó thì nhà ăn thì nhìn nó cũng thấy ngon. Mình ăn nãy thì mình thấy nó vừa ăn lắm nha các bạn. Đó thì đây. Đó trong này là một cái thùng nè. Cái này thì nó đông đá mình lấy ra mình hấp ăn lại đó. Mình hấp lại ăn đó. Đây. Nguyên một thùng. Để mình mở ra coi nó có gì trong đây nha. Điện. Cái này mình nghĩ cũng chả ốc luôn nè, mà cái này nó còn đông đá. Rồi đây là bò nướng lá lốt. Bò nướng lá lốt nha các bạn. Cây nhỏ nhỏ như người ta để đông đá luôn nè. Hai bịch gì mình muốn ăn thì mình mở ra mình nướng ăn ha. Này cũng nhiều thứ lắm nha các bạn, nhiều loại chả lắm nè, nhưng mà tại vì bạn mình order cho nên mình cũng biết chính là cái loại nào nó là cái màu dây hồng, nó là ke là cái loại gì nha. Đó, này là đông đá. Những cái này đông đá thì mình muốn ăn thì mình lấy ra mình hấp lại ăn thôi. Rồi không ai muốn hấp thì lấy ra sáng mình muốn ăn á, tối mình sáng mình muốn ăn thì tối mình lấy mình ra mình để cho nó tan đá lớn nha. Để coi coi còn gì đây nữa không nha. Đây cũng là lá lốt luôn, bò lá lốt. Bọc này là cái bọc nem nướng. Đây là nem nướng nè. Đó, nem nướng một cây dài dài vậy đó thì cũng ta nướng sẵn hết rồi, mình chỉ hâm lại ăn thôi. Thì nhưng mà bữa nay á, mình không có ăn mấy cái này tại vì mình nấu bún riêu mình ăn á, còn mấy cái này bữa nào mà mình có ăn mấy cái này á mà có dịp thì mình quay cho các bạn coi có cái nem nướng của chả đòn ăn có ngon hay là không nha. Lần đầu tiên mình ăn đó cho nên mình cũng không biết ngon hay là không ngon, nên là mình review cho các bạn coi là mình nhận được là mình nhận được là mình nấu bún riêu ăn á, bún riêu giả chiến nhà ăn liền á. Thì đây là cũng được một cái này là nem nướng nha, rồi có bò lá lốt, rồi có chả ốc rồi chả lụa, chả quế rồi chả chiên, nhưng mà coi còn gì nữa để coi trong đây nè. Cái thùng á là người ta bỏ tấm giấy này trong thùng luôn nha các bạn, nhưng mà không biết bên cách sát qua đây mấy tiếng đồng hồ bao lâu, nhưng mà mình nhận được á, thì mấy cái cục chả này vẫn còn đông đá y nguyên nha, tại vì có cái bịch đá thì nó không có tan chảy ra cho nên thấy gì cũng an toàn đó. Cái này là free shipping, nếu mình mua trong vòng mình, nếu mà mình mua trên bao nhiêu á thì người ta gửi cho mình free nha các bạn. Thấy cũng ngon đó. Đó thì cái lúc mình nhận là cái lúc mình nhận thì trong cái thùng đó, giờ mình lấy trong cái thùng rồi người ta bỏ trong bọc bọc á, thì giờ mình lấy ra rồi giờ mình bỏ vô trong cái tray nè. Đó rồi cho các bạn coi đây là cái chả. Chả ốc, chả lụa, chả bì, chả quế, nem nướng, chả chiên, rồi bò nướng lá lốt nữa nha. Nhưng mà ăn cũng ngon. Rồi đây là cái này là mình lột ra mình hấp ăn thử đó, mà ăn cũng được nha các bạn.
Mình thì mình sống ở Cali á, thì ở Cali này người ta bán đồ ăn tươi nhiều lắm các bạn. Muốn ăn chả lụa, muốn ăn giò sống, muốn ăn cái gì ra là có cái đó ăn liền. Bạn nào mà ở ở mấy cái tiểu bang xa mà ít có người Việt á, thì cứ muốn order cái chả lụa là đủ thứ nè. Thì lên trên cái website của chả đòn order ăn thử đi ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video mình ăn bún riêu với lại mình review cái chả chả đòn cho các bạn coi nha. Nếu mà các bạn nào mà có muốn mua hay là gì đó thì lên trên cái website của đòn chả ốc mua đi ha. Đây ăn cũng được lắm. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn video kế tiếp nha, bye bye.